À, tôi mắc cạn. Hình thức bán hàng của em là nhận hàng xong mới thanh toán qua bưu điện ạ. Hôm nay em về một loại địa lan vô cùng nổi tiếng. Đây ạ, đây các bác nhìn ạ. Cây thế này. Đây là địa lan Đông Phương Hồng Thần Hà. Đây các bạn. Đấy, các bạn, đây là một loại địa lan nó có hội tụ đầy đủ tất cả những cái đẹp nhất và những cái tinh hoa nhất của địa lan là. Thứ nhất là bộ lá. Lá là nó kẻ, kẻ rất đẹp luôn ạ. Nó quanh năm chơi lá thì chơi vừa, còn thứ hai nữa là cái lá nó vặn vặn theo cái vỏ đỗ ấy. Thứ ba là củ to lắm đấy. Thứ tư là hoa của nó thì nó lại là cánh 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 mai, cánh sen đấy, cánh rất tròn và lưỡi nó cũng một màu. Đây nó như này đấy ạ, cây nó xem nào đấy, cây này bé tí là nó bắt đầu là cây giống thôi nhưng mà Tết nó vẫn ra hoa. Đây là một loại địa lan em nếu mà đánh giá về tất cả những cái đẹp nhất của nó thì đã thuộc về nó rồi. Thì cách trồng của cái loại địa lan này thì em thấy là cũng hơi khoai tí ạ. Đây em sử dụng cái này, đây là một chậu em trồng là nó sẽ sử dụng bằng cái thứ nhất là cái này. Đây là vỏ thông em cho vào máy em xay nó ra thành vụn như này này đấy. Em trộn vỏ thông nhá, loại nhỏ này. Hai là cái hòn đá này. Hòn đá này thì em lấy loại nhỏ hơn, để có hôm nay không có loại nhỏ, loại to mai em mua loại đá nhỏ hơn. Loại khoảng 1-2, đá 1-2 này, còn đây chắc là 2-4 này. Còn nếu có điều kiện hơn thì các bác sử dụng loại đá Nhật này. Đây. Đấy thì giải này. Đấy và các bác tưới bình thường, và cái quan trọng là các bác tránh thời điểm mới trồng mình tránh cái nước mưa ra. Mình không không để nước mưa vào bởi vì nước mưa nó có axit nó hay bị sót. Đấy, cách trồng nó thì hoàn toàn nó không phải là quá khó. Và đây các bác cái chậu thì các bác em không đừng dùng cái chậu này của em mà các bác dùng cái chậu nhỏ hơn và nó chậu nó cao hơn đấy. Thì nhìn nó đẹp hơn, nó gọn gàng và rất đẹp hơn. Cái loại này khá đắt đấy ạ. Cái loại này như bán như là một cây này là 300 đấy. 300 một cái này là nó có 3 thân. Một khóm này có 3 thân. Là 300. Đây ạ. Tất cả các loại địa lan thì em thấy cũng nhiều loại khủng khiếp rồi nhưng mà loại địa lan này thì là nó em nhận định là cái màu của nó lại màu đỏ đó. Cái màu màu hoa này em để trên đầu video á, thì là hoa mẫu và hoa nở tại vườn vào mùa xuân năm nay á, cho nên là các bác yên tâm là hoa chuẩn ý. Cái đá này thì nó hơi đắt tiền nhưng mà theo em nghĩ là mua được đá Nhật ấy. Bao đây này. Con địa lan này em mua nhưng mà lâu lâu những cái cây lan quý thì em mới dùng thôi, còn ví dụ những cây mạc xuân bình thường thì em không dùng đâu vì rất là tốn kém. Chơi lan này cái gì cũng nhận tốn thật, tốn cả tiền giống, tiền tiền chăm sóc, tiền chậu, tiền nói chung là nhiều loại lắm ạ. Đây là thì hôm nay em chỉ bán cái loại này thôi, em không bán thêm loại nào nữa. Thì khi nào các bác có nhu cầu thì các bác cứ để em, số lượng thì nó lại không có nhiều. Hiện tại thời điểm này là không có nhiều ạ. Cái bộ lá của nó thì nó đã mọc đủ rồi. Đây. Mọc đủ rồi. Lá kẻ đây. Cây nào cũng kẻ luôn, cả lô luôn. Đây. Nó ra màn luôn. À. Các bác có nhu cầu lấy thì em sẽ chuyển phát nhanh ạ. Chuyển nhanh một ngày là đến thôi ạ. Mình làm thì chắc tầm 2-3 ngày. Các bác ấn đăng ký kênh để ủng hộ em thêm nhé. Em sẽ sắp tới sẽ còn rất nhiều loại địa lan nữa như là Hoàng Vũ này, có thể là Thanh Trường hoặc là Tứ Thời hoặc là một số loại nữa. Thì các bác ấn đăng ký kênh để ủng hộ và cập nhật thêm thì hàng sẽ về liên tục ạ. Và em cảm ơn các bạn.